kiến hay là mất nè. Biết lượm đâu không? Đâu rồi? Dưới gầm giường á, cho làm rớt mất á. Từ ngày mổ mắt tới giờ đó đem kiến không? Ờ, nhiều khi em nghĩ á, cái thời gian trước anh đem mắt kiến á, bận đồ bảnh bao đồ lên á, nhìn trí thức lắm luôn á nha. Giờ không xài đúng không? Mắt còn thấy được rồi. Ok, giờ em đi bỏ. Ăn con. Dạ không, mẹ ăn đi mẹ. Ủa kì, tự chứ để triệu giờ còn có 800 vậy kỳ tên. Thôi con mới chơi về. Ờ nè, ăn bánh tráng nè, bánh tráng nha. Dạ. Ăn gỏi cuốn đi. Mày xuống mày lấy cho dọn cho hai đứa ăn. Đây, đây. À, đâu. Đâu? Hả? Cái gì vậy? Tại sao dám cả gan lấy tiền của nội? Tôi đâu lấy gì đâu nội. Chối nữa hả? Lấy tiền cho bớt nội ra. À, không có, con mới về con đâu biết gì đâu. Con không lấy thì ai lấy? Tôi không biết. Cái gì vậy ba? Dám cả gan dỡ bóp của bà ra lấy tiền của bà đó. Mẹ, con không lấy. Đâu ra cái thói đó hả? Con không lấy, con đâu có biết gì đâu, mới đi về mà. Chối hả? Ông nội nói mà còn dám chối hả? Đi lên lầu, cúi xuống, quất một cho mà một trận cho biết. Trời ơi, sao không ai tin con quá vậy? Tin cái gì? Đứng lại! Đứng lại! Mở! Trời đất ơi! Ngày hôm qua nó đi học á, nó bị người ta mắng vốn. Bây giờ còn bày đặt học cái thói mà ăn cắp nữa, không biết tương lai nó về đâu luôn á ba. Ai mắng vốn chị vô? Thì mẹ của con Vũ đó. Khổ ghê luôn á. Cái thằng này, để đó em xử nó cho. Tới liền. Chào con. Ủa Mẫn. Ủa sao giờ này em qua đây? Đâu có, em chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi. À, em nói thiệt với anh nha, nó mà còn như vậy nữa hả, em đưa nó vô trường giáo dưỡng á. Em càng nói nó càng lì á. Anh nói mắc cười quá. Thì nó lì em phải nói nó chứ, không lẽ thả luôn. Con cái từ từ nói chuyện với nó chứ. Alo, tôi nghe nè. Bây giờ thì anh cứ tới quán nào đi, xong rồi nhắn địa chỉ cho tôi tới liền nha. Rồi, cảm ơn anh. Em đi đâu ạ? Em đi gặp khách ở bệnh viện khác tới. Đi nói về cái đề tài của em nè. Em đi, chúc em về nha. Đi nhanh về nha. Biết rồi. Nói đâu được chứ. Xe để ở nhà, tưởng nó qua nhà bạn bè chơi, gọi quên đó, cũng không có nó là sao? Ra công viên cũng không thấy luôn, nó không biết nó đi đâu của thằng này. Mà anh hay thiệt luôn á. Tìm con mà ăn không. Ăn thì ăn, tìm thì tìm, cái gì đâu. Mắc cười quá. Chị quần anh kìa. À, bà nói bà đi gặp cái người nào trong bệnh viện để bàn kế hoạch mới gì đó, dự án gì của bà. Thôi đi vô trong. Đi vô trong coi sao. Thôi anh vô đi, em không vô đâu. Đi. Dạ đúng rồi. Cái này nữa nè. Đó. Bà xã. Ủa à, anh. À, giới thiệu với anh, đây là chồng tôi. Chào anh. Tôi tên là Hậu. Tôi cùng với vợ của anh thuyết trình buổi sắp tới về dưỡng đạo của chị. Tôi hiểu rồi. Anh đi đâu đây vậy? Đi kiếm thằng Mẫn. Quỷ nó bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, kiếm từ nãy đến giờ. Anh với Phúc đi kiếm vòng nãy giờ nè. Em đang có công chuyện, em đang bàn công chuyện với người ta ở đây. Chết cha quá. Anh đi đi. Ăn không? Cảm ơn. Em đang làm công chuyện với người ta. Ở đây. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Anh ngủ anh mầm. Đi nha.
Bye bye bạn ơi. À, ok. Tôi á không cảm đi, cái bụng hơi yếu. Đây giờ bạn. Anh đi đi, anh đi kiếm Mẫn giùm em đi. Người đó là ai vậy anh? Đồng nghiệp gì ở trong bệnh viện á, họp để hội thảo, có nói anh nghe rồi. Ủa, Mẫn chưa về nữa hả anh? Em về trễ. Em có công chuyện cần bàn mà. Công chuyện gì cũng phải biết canh giờ về chứ. Nếu mà trễ quá thì mình nói là bàn việc qua email hay gì đó đi. Em nghĩ là anh nên kiểm tra lại cái hành vi của mình trước mặt người khác đi nha. Làm sao? Là sao cái gì nữa? Anh còn chưa hiểu nữa hả? Gặp người ta lần đầu mà nghĩ sao? Tay thì cầm đồ ăn, quần áo thì lê thê lết thết, đã vậy còn thả bom trước mặt người ta nữa. Cái vấn đề gặp lần đầu là anh vô tình đi ngang qua, anh thấy anh đi vô. Còn cái vấn đề thả bom em cũng biết rồi, anh không kiểm soát được mình. Không kiểm soát được thì ít ra anh phải tìm chỗ vắng. Cái gì đâu mà trước mặt người ta, người ta đánh giá anh biết không? Ủa, anh cứ tưởng là em thích nghe tiếng thả bom của anh. Thích với điều kiện là chỉ có hai đứa mình thôi. Còn cái này là trước mặt khách hàng của em, anh có biết là em mất mặt không? Rồi còn ngồi đó nữa. Đi với em. Đi đâu? Đi tìm thằng Mẫn, để nó đi suốt đêm hả? Xuống ăn cơm. Lát con xuống mà. Trời ơi, bữa nay bộ biết mình nấu cơm nhảo sao ai cũng chia cơm vậy trời. Chào anh. Tôi tên là Hậu. Tôi cùng với vợ của anh thuyết trình buổi xã hội của chị. Tôi hiểu rồi. Tôi á không cảm đi, cái bụng hơi yếu. Đây giờ bạn. Anh đi đi, anh đi kiếm Mẫn giùm em đi. Phục. Dạ. Cho mượn mắt kiến coi. Ủa anh mượn mắt, cần gì mượn mắt kiến anh? Cái thằng anh kêu mượn rồi cho mượn đi, hỏi hoài. Rồi. Ê. Dạ. Nhớ cái thằng mà uống cà phê với chị hai mày không? Nhớ thì sao? Thằng đẹp trai mà. Anh nên tút lại mình đi. Chị hai á thường đi công tác xã hội, gặp nhiều người lịch thiệp, ăn nói nhỏ nhẹ. Còn nhìn lại anh đi, vừa ham ăn vừa bê bối nữa. Cả em ruột của mình mà cũng nói như vậy nữa hả? Cái gì vậy? Tù lao. Ủa, không lấy mắt kiến hả? Cảm ơn. Trời ơi, Hạnh, làm gì vậy? Sao keo hả? Trời đất ơi, tóc có chảy không chảy cũng như vậy à. Xịt keo chi cho hao keo vậy? Nay đâu ngựa vậy trời? Chào cậu. Ủa, dạ chào anh. Vợ tôi có trong đó hay không? Ủa anh phải anh Hạnh không? Trả lời câu hỏi của tôi, vợ tôi có trong đó hay không? Dạ dạ, chị ở trong anh. Làm đây bao nhiêu năm không biết tôi là ai hay sao?
đi đâu ạ? Chào bà xã. Chào ông xã. Cái gì vậy? Anh muốn mời em đi ăn. Chào anh. Anh giống một người hoàn toàn khác, làm tôi không thể nhận ra. Đây mới là con người thiệt của tôi. Còn những người mà ông thấy hàng phách. Ok. Anh Phái, anh muốn mời em đi ăn. Giờ sao giờ? Em sắp đi ăn với lại anh Hậu để mà bàn công việc rồi. Có anh đi theo cũng vui mà. Ok, ok em Phái. Ok. Ok. 1, 2, 3. Here we go. Allez, allez, allez. Ok. Được rồi. Anh ra trước đi rồi em ra. Mình ăn cơm phần nha. Em sao cũng được hết á. Cơm phần sẽ nhiều lắm đó. Không sao, cứ ăn đi, tôi đãi, tôi có điều kiện mà. Tôi đang nói về số lượng thức ăn, chứ không phải nói về số tiền. Quán này thức ăn vừa nhiều, vừa ngon, nhưng giá thành lại vừa rẻ. Anh có vẻ rành cái nhà hàng này quá hả? Tôi cũng có đến đây mấy lần. Cô muốn ăn món Việt á, thì hãy gọi cơm niêu. Còn muốn ăn món Âu Mỹ thì hãy gọi bò sốt trứng, cá chuồn đi. Nhà hàng này nổi tiếng hai món đó lắm đó. Mình uống rượu nha em. Ừ, em sao cũng được. Anh muốn uống rượu vodka. Bởi vì vodka nó có sự tinh tế của người Nga. Một loại rượu của Nga rất là thích thú khi mình uống vào. Cái cảm giác nó hay lắm, nó lâng lâng. Và rượu nó có thể pha với cocktail. Nó hơn hẳn tất cả các loại rượu khác mà anh đã từng uống. Những cái loại rượu khác toàn là chưa cồn không mà anh không thích. Anh thích vodka. À em ơi, anh rượu. Xin lỗi quý khách, nhà hàng chúng tôi tạm thời hết rượu ngoại rồi. Quý khách dùng rượu Việt nha. Anh có muốn rượu gò đen không? Tôi thích vodka. Em, cho anh một chai gò đen. Kìm lại, không được manh động. Không phải anh. Cái ghế. Cái ghế kêu đó, không phải anh. Em biết mà. Cái ghế mà anh cười cái gì vậy? Tôi nói cái ghế. Anh thật là có khiếu hài hước. Hài cái gì? Tôi nói thiệt mà, cái ghế thiệt mà. Tôi biết mà. Anh có cái lỗ tai không? Cái ghế kêu nè. Cái ghế. Được rồi, em biết rồi. Em biết rồi. Ông cười hoài kìa. Ủa anh cười cái gì vậy? Tôi đó rồi sao? Anh. Tôi đó. Ủa từ đó giờ anh không thấy người ta thả bơm hả? Anh dám thề từ nhỏ đến lớn anh không thả bơm không? Ủa mà tôi diễn hề sao anh cười hoài vậy? Thôi mà anh làm cái gì vậy? Kỳ quá. Em la anh luôn hả? Em thấy hồi nãy giờ ông đang cố chứng tỏ với em không? Ông đang cố tạo nét với em không? Ta kêu á, ta kêu ăn cơm phần thì ông kêu cơm niêu. Ta kêu ăn món Á thì ông kêu ăn món Âu đi. Ta kêu uống rượu á, ông tự ý ông kêu gò đen ông uống. Bác sĩ thôi mà. Đâu phải là chủ tịch hội đồng quản trị là cái gì đó ghê gớm đâu. Thôi mà anh, em nói đủ rồi. Anh không ăn. Nè. Nhưng mà. Anh à. Tôi đó. Cái này tôi làm. Trời đất ơi. Cái này ta gọi là ấy dằn mặt đó. Anh. Xin lỗi anh nha. Dạ dạ. Nè. Anh. Rồi anh ngồi anh uống hoài vậy hả? Xin lỗi em. Hôm nay làm em thất vọng nữa rồi. Chắc em buồn anh lắm phải không? Em mất mặt gì anh lắm phải không? Ông xã, em yêu anh là em yêu con người cũ của anh. Một con người cục mịch, thích ăn, thích ngủ, thích đánh rắm nữa. Em yêu là yêu như vậy đó, chứ em không có cần cái sự thay đổi nào của anh hết, anh hiểu không? Em an ủi anh đó. Em nói thiệt cho anh biết đi.
em siêu lòng với ông bác sĩ rồi phải không? Đúng không? Không có mà ông xã, tin em đi. Vậy giờ anh với ông bác sĩ đó té, em sẽ đỡ ai trước? Sao em đỡ anh nổi? Chồng em khi té phải biết tự đứng lên chứ. Trả lời anh đi, đó là thí dụ á. Thì đương nhiên là chồng đức hạnh của em rồi, phải như vậy chứ. Heh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